Hôm nay thì chúng ta sẽ chiến đấu sang đề phản xạ hóa học đề số 03. Câu số 1. Bây giờ các bạn phải làm sao mà comment nhanh hơn thầy. Đấy. Nó mới thể hiện được tốc độ. Ở đấy nó mới thể hiện được phản xạ nhá. Nào, chào Phạm Minh Phương. Hello. Sắt bauxit là chất rắn màu đỏ nâu. Công thức hóa học của sắt bauxit là. Nào. Sắt bauxit là chất rắn màu đỏ nâu. Vậy công thức hóa học của sắt ba oxit là, nào các bạn chọn cho thầy chúng ta bán gì? Sắt ba oxit C2H3 đúng không? Quá đơn giản. Câu 2. Trong các chất sau, chất nào có lực 3 giờ lớn nhất? Câu số 2. Trong các chất sau, chất nào có lực 3 giờ là lớn nhất? Phenylamin C6H5 NH2 không làm quỷ tím nội máu. Methylamin CH3NH2 làm quỷ tím chuyển thành máu xanh. Ammoniac quỷ tím chuyển thành màu xanh. Ethylamin C2H5 NH2. Vậy anh này là lực 3 giờ lớn hơn cả NH3, lớn hơn cả CH3NH2. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu số 3. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn D nhá. Câu số 3. Danh mục các kim loại kiềm được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải. Kim loại kiềm nhé, mà tính khử tăng dần. Khi về đứng cuối cùng phải là K. Nào 3 cần, đúng không? Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Tính khử tăng dần từ trái sang phải mà. Vậy đứng cuối cùng nó phải là anh có tính khử mạnh nhất chứ. Nên đáp án đúng câu 3 của chúng ta nó phải là đáp án C. Ok chưa? Chưa buồn với Ngọc Mai. Ngọc Mai đã comment sai. Một lần sai nhớ cả đời em nhá. Đấy, buổi sáng ấy, mà chúng ta mà luyện lý thuyết ấy, não chúng ta rất dễ bị lạc, gọi là lạc não. Câu số 4 ạ. Khối lượng của một đoạn mạch tơ ni lông là 25538 đơn vị DVC, đơn vị carbon. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch ni lông 66 trên là. Vậy mình vẽ cái cấu trúc của mạch ni lông là cái mà. Ni lông là gì? Sự kết hợp của axit adipic CO này, CH2 này, CO này, 2, 4, 6, đúng rồi. Và hexamethylendiamin NH này, CH2 này. Thôi ghi mỏi tay quá. 6 lần NH, đúng không? Tất cả N lần. Vậy anh này viết gộp lại ta sẽ có là bao nhiêu C? C này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cộng 12. H này, 2, 4, 6, 8. 10. 10 cộng 12, H22. O này, 1, 2, O2, N2. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn chúng ta sẽ xác định được số mắt xích nhá. Ok chưa? Đừng làm cái trò chiêng nguyên ra khóa anh. Cẩn thận ông Toang đấy. Toang. Thật luôn. Nên giờ mình phải tính. Các em ạ. Mình phải tính. Sao bạn anh Nguyễn bạn gọi thấy cái gì nhỉ? Nói đi em ơi. Hét lên nào em. Bạn anh biết bạn gọi cái gì? Đang chưa biết bạn gọi cái gì? Câu 3. Dãy gồm các kim loại kiềm được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải mà. Tăng dần từ trái sang phải. Tăng dần từ trái sang phải mà. Tăng dần từ trái sang phải không thể là A được em nhá. Ok chưa? Theo chiều bán kính mà. Bán kính tăng thì tính khử tăng. Hoặc tính hoạt động kim loại tăng thì li ti phải ion natri, natri phải ion kali, LiNaK. Được chưa? Chết. Nào câu 4 nào. Câu 4 nào các em.
Câu 4 chúng ta chọn đáp án gì? Bấm máy tính xem nào. Ok, máy tính của thầy đâu rồi? Ok, máy tính của thầy đâu rồi? Sao máy tính nó đang hiện nhầm thành cái khác này? Hôm nay không bấm máy tính rồi. Các bạn bấm hộ thầy với ạ. Chốc rồi thầy phải chỉnh cái máy tính sau. À đây được rồi. Nãy nó bị lỗi nhận diện. Rồi. Ta sẽ có là 25538. 25538. Chia cho phân tử khối đi. Bằng mọc đơn này. 12 nhân 12 cộng 22 cộng 32 cộng 14 nhân 2 bằng 113. 113 vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Được chưa? Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án C nhá. Good. Nào tiếp tục. Câu số 5 ạ. 3,1 gam metinamin. Metinamin là CH3NH2 đúng không? Số mol là 0,1. Tác dụng hết với dung dịch HCl. Thì ta sẽ thu được muối là CH3NH3Cl. Đúng không? Vậy ta sẽ có m muối chúng ta đây 0,1. Vậy ta sẽ tìm được m muối đấy. M muối bằng 0,1 nhân với phân tử khối. M muối bằng 0,1 nhân phân tử khối. Nào. 0,1 nhân mở ngoặc đơn 31 cộng 36,5 bằng 6,75 gam nhá. 6,75 gam. Vậy đáp án chính xác của chúng ta 6,75. Đáp án này 6,75 gam. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 5. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Rất tốt. Câu 6 nào. Tiến hành các thí nghiệm dưới đây. Thí nghiệm nào tạo thành kim loại? Tiến hành các thí nghiệm dưới đây. Và thí nghiệm nào của chúng ta thì nó tạo thành kim loại? Ba vào CuS4 dư thì Ba tác dụng với nước tạo thành Ba quá hai lần. Ba quá hai lần mà cộng với CuS4 thì ta thu được kết tủa BaSO4 và kết tủa CuH hai lần. Không được nhá. Điện phân dung dịch CaCl2. Khi mà chúng ta điện phân dung dịch ấy, thì ta sẽ thu được gì? Thì ta sẽ không có kim loại đâu, bởi vì Ca không bị điện phân nhá. Được chưa? Bỏ tiếp. Cho kim loại Cu và FeCl3 dư thì nó tạo thành là Cu2 cộng cộng Fe2 cộng. Loại tiếp. Điện phân dung dịch AgNO3 sinh Ag chưa? Ấm luôn nhá. D. Sinh Ag. Ấm luôn. Câu 6 đáp án D. 6 đáp án D các em nhá. 7 nào. Phát biểu nào sau đây là sai? 7 nào. Phát biểu nào sau đây là sai? Nhiệt độ nóng chảy của tristerin cao hơn triolin. Đúng. Bởi vì triolin là chất rắn. Còn lại triolin là chất lỏng. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thu được 3 mol glycerol. Chính xác tiếp. Trong phân tử tri linolin có 9 liên kết pi. Xem nha. Linolin thì ta sẽ có là 3 pi COO. Đúng không? 3 pi. À sai là B. Một mol chất béo thì thu được một mol glycerol chứ. Chỗ này 3 mol là sai. Nhưng mà thầy vẫn phân tích trilinolin. Trilinolin có 9 liên kết pi xem nhỉ? 3PCO. Và nó sẽ có là 3 nhân với 2PCC. Thì đúng là bằng 9. Đúng. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động thực vật. Chính xác luôn. Vậy câu 7 đáp án sai. Câu 7 đáp án sai của chúng ta đó là gì ạ? 7 đáp án sai chúng ta đáp án B nhá. B bỏ. Sai là B bỏ. Được chưa? Câu 8 ạ. Kim loại nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí nào sau đây ạ? Nào câu 8 nào. Kim loại nhôm ạ. Nó bị bốc cháy khi tiếp xúc với khí nào sau đây ạ? Kim loại nhôm ạ. Đúng rồi. Thầy Minh Tuyên Dương, bạn Nguyễn Dương Tuấn Khoa và bạn Quang Minh. Hai bạn comment đáp án rất nhanh. Rất tốt. Kim loại nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí nào ạ?
nó sẽ tự bốc cháy khi tiếp xúc với lại khí Cl2. C. Câu 9 ạ. 75g dung dịch glucose. 75g dung dịch glucose với dung dịch AgNO3+NH3 thu được 10,8g chất rắn. 1 glu sinh được 2 bạc. Số mol bạc 10,8 chia 108 là bằng 0,1. Vậy suy ngược lại được số mol glu là 0,1 x 1 chia 2 bằng 0,05. Ok chưa? Vậy ta sẽ tìm được nồng độ phần trăm của glu. Ta sẽ có khối lượng của glu 0,05 x 180. Được chưa? Là 9g chia cho 75g là mở dung dịch bằng này nhân với 100% bằng này 12%. Ok chưa? 12%, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án 12% các em nhé. 12%, vậy câu 9 chúng ta đáp án nào? 12% ạ. Úi 9 mà nhiều bạn chọn B thế, 12% đáp án A, chính xác. Câu 10 ạ. Trong thành phần của dầu gội thì thường có một số este. Vai trò của các este này là làm tăng khả năng làm sạch, không phải làm giảm thành phần của dầu gội, không phải tạo màu sắc hấp dẫn, không phải, mà là tạo hương thơm mát cho dễ chịu. Vì các este là nó sẽ là tạo mùi mà, tạo hương mà, các em chú ý nhé. Tạo hương thơm mát cho dễ chịu. Ok. Câu 11, phản ứng hoạt học nào sau đây không đúng? Tăng tốc nha các em. H2 khử được Cu, đúng. ZN Fe không đẩy được ZN, vậy không đúng là B. 12 nào. Các công thức của benzin acetat. Benzin acetat là CH2, C6H5, CH3. Đáp án chính xác của chúng ta 12 là đáp án B bỏ nhá. 12 đáp án B bỏ. Câu 13, dung dịch chất tan có nồng độ 0,1m, không làm đổi màu quy tím. Lưu ý chất thể không làm đổi màu quy tím. Thì mình có BaO lần làm quy chuyển màu xanh, NaH làm quy chuyển màu xanh, NaCl không làm đổi màu quy, HCl làm quy chuyển thành màu đỏ. Ấm chưa? Ấm chưa? Kinh chưa các bạn? Các bạn comment nhanh lên, comment làm sao phải nhanh hơn thầy. 14 này. Este có công thức phân tử là CH4O2. Vậy thì nó sẽ là gì ạ? HCOOCH3. Metin format, được chưa? Metin format, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 15. Hòa tan Mg, chúng ta đã luyện phản xạ nên có cả câu bài tập nữa nhá. Số mol của H2 là bằng 0,2. Vậy số mol Mg là 0,2. 0,2 mà nhân với lại 24 bằng 4,8. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 16. Cho các alpha amino acid sau đây. Cho các alpha amino acid sau đây có trong thiên nhiên tên riêng, hợp chất thanh này thì có tên thường là glycine. A. 17. Chất nào sau đây thành phần nguyên tố khác với những nguyên tố còn lại, những chất còn lại? Isoamin acetat thành phần nguyên tố là CHO. Glucose CHO. Triolein glycerol cũng CHO. Vậy albumin là CHO N nên khác với bọn còn lại. Ấm nhá. Câu 18 ạ. Đấy, phải làm tăng tốc như thế nhá các em. Phải làm tăng tốc như vậy. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy Minh. Và rất là mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em có thể ủng hộ thầy Minh bằng cách là nhiệt tình comment nhiều hơn nữa và tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của em vào trong buổi học này. Thầy Minh cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều lần. Nào, câu 18. Kim loại khối lượng riêng nhỏ nhất li ti. 19. Tên thay thế danh pháp EUPAC của acid formic HCOOH. Nhiều bạn toàn câu này đấy. 19 đáp án gì ạ? Úi dồi, 19 nhiều bạn chọn acid propanoic này. Sai. 19B tèo. Chia buồn với những bạn chọn 19B. Xem nào, 19 đáp án gì ạ? Acid oxalic thúy kiều tèo. Đấy, một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời. Tuyên dương bạn Khải Minh comment acid metanoic. Chính xác. 19C là đáp án chính xác. Wow, đấy thấy chưa, câu này nhiều bạn tèo lắm. 20. Kim loại nào sau đây đổ dẫn điện tốt hơn Cu? Bộ đội Việt Nam. Bộ đội Việt Nam bạc đồng, vậy là Ag. 21. Số kim loại phản ứng với dung dịch HCl. Phản ứng với dung dịch HCl thì nó phải đứng trước H trong dãy điện hóa nhá. Na là 1, Al là 2, Cu bỏ, Fe là 3, Ag bỏ. Vậy 3 anh, đáp án đúng đáp án A. 22 ạ. 22 nào các em? 22 đáp án gì ạ?
Kim loại không tác dụng với Fe2, Fe4 3 lần. Đây là Fe3 cộng. Thì Al mạnh hơn nó, có tác dụng, Fe có, Cu có, Ag là không nhé. Nên đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 23. Nước cứng. Nào, 23. Nước cứng là loại nước chứa nhiều ion nào sau đây? Nước cứng là loại nước chứa nhiều ion nào? Canxi 2 cộng và magie 2 cộng. D. 24. Để phản ứng hết với 25 g dung dịch 1 amin đơn chức X có nồng độ là tương đương thì cần dùng số mol CL là 0,1. Vậy ta sẽ tìm được khối lượng nguyên chất của amin bằng 25 nhân với nồng độ là 0,124. Từ đó thì sẽ suy ra được phân tử khối của amin bằng, bấm máy tính đó, đúng chưa? Giờ ta sẽ lấy mol nguyên chất nha. Mol nguyên chất của amin là 0,25 này, 25 nhân với 0,124 bằng này, được chưa? Chia cho 0,1 ra phân tử khối 31 thì nó chỉ là amin nào thôi các em nhỉ? 31 thì nó chỉ có thể là CH5 đó. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Ấm nha. 24 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Ok. Úi rồi, Đậu Thị Vân D này toang. Thấy chưa? Rất nhiều bạn bị toang. Đáp án chính xác đáp án C nhá. Tiếp dư tất cả các bạn đã chọn C. Ok. Tiếp tục. Chiến đấu tiếp. Câu 25. Ở điều kiện thường X là chất khí không màu, độc, mùi khai. Mùi khai này, nguyên liệu để sản xuất phân đạm, vậy khí X là NH3. 26. Este không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây? Este không tác dụng với chất thì nó không tác dụng với, chắc chắn nó thủy phân trong môi trường kiềm. Chắc chắn là nó thủy phân trong môi trường axit. Anh này có nối đôi CC chắc chắn tác dụng H2. Vậy nó sẽ không tác dụng với Na. Đúng không? Đáp án đúng đáp án C. 27. Trường hợp nào sau đây là dẫn điện được? Trường hợp nào sau đây là dẫn điện được? Dẫn điện được vậy là nó có khả năng điện ly đúng không? Glycerol bỏ. CaCl2 rắn khan bỏ. Rắn khan không dẫn điện được. Dung dịch sắt bỏ. Dung dịch KCl. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 28. Phát biểu nào sau đây là đúng? Dung dịch sắt hòa tan CO2 lần tạo dung dịch màu xanh lam. Đúng. Tinh bột phản ứng trắng bạc là sai. Glu thủy phân trong môi trường axit sai. Sen bị thủy phân trong môi trường kiềm là sai. Thủy phân trong môi trường axit cơ. Được chưa? Vậy đáp án chính xác chúng ta là đáp án A. 28. Đáp án chính xác đáp án A. Đấy, tuyên dương tất cả bạn đã chọn câu 28 đáp án A. Rất tốt. Tuyên dương tất cả bạn và các em. Rồi, 29 ạ. 29 ạ. 29 các bạn chọn đáp án gì ạ? Dãy nào sau đây sắp xếp có chất theo thứ tự tăng dần lên nhiệt độ sôi? Vậy để mà tăng dần lên nhiệt độ sôi thì các anh đứng cuối cùng ạ, nó phải là anh axit. Đúng không? Este bỏ, este bỏ. Đứng cuối cùng axit này, ancol này, este à? Đáp án đúng đáp án B. Câu 30. Thủy phân hoàn toàn 14,6 g gliala, số mol nó là 0,1. Trong HCl dư thì thu được muối là gli HCl. Ala HCl. Số mol này 0,1, anh này 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được mol muối luôn, lấy máy tính ra và bấm. Đúng không? Lấy máy tính ra và bấm. Nào, mình có này. Các bạn bấm cũng thấy nha, 0,1 nhân phân tử khối của gli, gli là 75 này, cộng 36,5 là gli HCl đấy. Cộng với ala là 89. Cộng với 36,5 là HCl tiếp bằng 23,7 gam. 23,7 gam. 23,7 gam vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 30 đáp án C. Thấy không? Mình phải tăng tốc, mình chiến đấu như câu này. Rồi, Tuyên Dương Phạm Minh Phương, Tuyên Dương Trịnh Thu Phương, Tuyên Dương Cù Quỳnh Như, Tuyên Dương Nguyễn Đạt là các bạn đã comment đáp án câu 30. Rất âm. 31, 4,48 gam Fe. Thì bây giờ mình cần tìm số mol Fe. 4,48 gam Fe thì số mol Fe bằng bao nhiêu? Nào, 4,48 gam Fe thì số mol Fe bằng bao nhiêu? 4,48. 4,48 chia 5,6 bằng 0,08 mol. 0,08 mol. Thì thu được mg cái loại Cu, vậy số mol Cu cũng là 0,08. Đúng chưa? Vậy mình sẽ có khối lượng Cu là 0,08 nhân 64 bằng 5,12 gam. Ok chưa? 5,12 gam là đáp án chính xác chúng ta là đáp án B. B bỏ. 5,12 gam. 31 đáp án B là đáp án chính xác. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B. Câu 32 ạ.
Kim loại nào sau đây không khử được ion Fe2 cộng trong dịch? Có nghĩa là nó không mạnh hơn Fe. Không khử được Fe2 cộng, vậy là nó phải không mạnh hơn Fe các em nhé. Vậy nó anh nào? ZN khử được, MG khử được, AL khử được. Không khử được là ALG. Ba bạn, chất X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Z chứa 2 muối. Z chứa 2 muối vậy không thể là FeO, không thể F2O3 được, X chỉ có thể là F3O4. Mà tác dụng với dung dịch HCl thì ta sẽ thu được là gì ạ? FeCl2 và FeCl3. Ok chưa? Cho lượng, đây là dung dịch Z, cho lượng dư chất Y dư thì thu được dung dịch chứa 1 muội. Vậy thì nó chỉ có thể là Fe thì thu được 1 muối là FeCl2. Nên đáp án chính xác của chúng ta câu 33 đó là đáp án A các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta câu 33 đó là đáp án A. Ok chưa? Rất tốt, rất tốt nha. Ô bị đơ rồi. Bị đơ rồi. Ô sao tự nhiên bị đơ nhỉ? Thầy không hiểu tại sao tự nhiên bị đờ. Các em vào lại nhá. Vừa nãy bị lag hay sao ạ? Đúng rồi, máy thầy bị lag. Dậy mấy ngày hôm nay nay bị lag phát đầu tiên. Lần đầu tiên bị lag. Thôi chiến đấu tiếp nhá. Chiến đấu tiếp nhá. Ba tự ạ. Khi nấu canh cua, tự nhiên thầy thấy không thấy các em comment thế mà lạ. Đúng rồi, thầy vừa bị lag sao? Ba tự ạ. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng riêu cua nổi lên, đó là do gì? Đó là do sự đông tụ của protein do nhiệt độ. Bạn tự đáp án C nhá. 35 ạ. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 35 ạ. Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Thì tơ cellulose acetate là không phải trùng hợp. Nylon 6,6 là trùng ngưng. Visco cũng không phải. Nitron mới là trùng hợp. Đấy, nitron đi từ anh này. Vinyl cyanua. Nitron là đi từ vinyl cyanua các em nhé. Ok nhá. 36 ạ. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl thì nó có tính lưỡng tính. Được chưa? Chất đấy phải có tính lưỡng tính. Methylamine không được, axit acetic không được, aniline không được. Nó chỉ có thể là alanine nhá. Nó chỉ có thể là alanine. Câu 37 ạ. 10,2 gam Al2O3, số mol là 0,1. Trong lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch chứa M gam muối, vậy muối chúng ta nó sẽ là muối AlCl3. Bảo toàn Al 0,1 x 2 là bằng 0,2. Vậy đến đây mình sẽ tìm được khối lượng. Nào các bạn cùng bấm với thầy xem là khối lượng bằng bao nhiêu. AlCl3 0,2 nhân phân tử khối là 27 cộng với 35,5 nhân 3 bằng 26,7 gam. 26,7 gam, vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Ok, thưa dư tất cả bạn đã chọn đáp án D. Các bạn hãy comment đáp án nhanh lên nào. Mạnh mẽ lên, luyện phản xạ mà. Có nhiều bạn nói với thầy rằng là buổi sáng sớm em dậy học thầy Minh, nhưng mà em học ở trên giường. Không được nha, nằm ở trên giường thì chỉ có buồn ngủ thôi, phải ngồi vào bàn học. 38, ST nào sau đây tác dụng với NaOH? Đun nóng thu được anhít acetic thì nó chỉ có thể là B. 39, kim loại nào sau đây tan được trong nước dư trong dung dịch tạo dung dịch, nó là K để tạo thành KOH. 40, nhôm dễ tác dụng với nước, điều kiện thường tạo đơn chất X, phản ứng nhanh chóng dừng lại do X không tan trong nước. Thì chất X chúng ta chắc chắn là AlOH 3 lần rồi, ngăn cản không cho nhôm tiếp xúc với nước, vậy X đó là AlOH 3 lần, đúng không ạ? Đáp án chính xác chúng ta là đáp án A nhá. AlOH 3 lần, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 41, kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? Câu 41 ạ. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất ạ? Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ạ? HG đúng không ạ? HG. Tại sao là HG? Tại vì HG nó tồn tại ở điều kiện thường. HG nhá, nó tồn tại ở điều kiện thường dưới thể lỏng nên là nó sẽ có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất. 42. Anh này là dipeptide, anh này là tetrapeptide, đúng chưa? Thì tetrapeptide thì có phản ứng vào biure. Còn lại dipeptide thì không. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhá. 43. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng pháp biện phân dung dịch
Thì phân dung dịch thì là phương pháp mà chuyên sử dụng để điều chế các kim loại mà đứng sau nhôm. Na là điện phân nóng chảy, Al điện phân nóng chảy, Mg điện phân nóng chảy. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. 43 đáp án D. 44 ạ. 44 nào các em. Khẩn trương nào, comment đáp án nào. Vật liệu polymer nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp trùng hợp? Vật liệu polymer nào sau đây chỉ có thể điều chế bằng phương pháp trùng hợp? Trùng hợp là nó phải có nối đôi CC. Polyacrylonitrile đi từ vinyl cyanua nhá. Đi từ vinyl cyanua. 45. Số polymer thuộc nhóm chất dẻo. Ôi giời ơi, câu này hay đấy. Nào. Bao nhiêu anh polymer thuộc nhóm chất dẻo nào? Polymer thuộc nhóm chất dẻo. Polyethylene là 1. Polybutadiene là cao su. Polybutadiene là cao su. Được chưa? Bỏ. Polymethylmet acrylate chất dẻo, polyvinyl chlorua chất dẻo. Vậy ta sẽ có 3 anh chất thuộc nhóm chất dẻo nhá. 45 đáp án chính xác của chúng ta, 3 chất thuộc nhóm chất dẻo. B. 46. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Nào. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Gạch chân cho thấy từ không đúng nhá. Gạch chân cho thấy từ không đúng nhá. Sen của ta mạch phân nhánh, sai luôn. Đúng không? Sen ta là phải sen của chúng ta là không phân nhánh. Được không ạ? Sen ấy 46 ấy. 46 đáp án chính xác của chúng ta nó phải là đáp án gì? Nào, 46 đáp án chính xác chúng ta nó phải là đáp án gì ạ? À, rồi. 47. Kim loại có tính khử mạnh nhất. Khi nào ba cần mua khi K. 48. Thực hiện phản ứng este hóa giữa 3,2 gam ancol metilic CH3OH với lượng dư axit acetic CH3COOH thu được este CH3COOCH3. Được chưa? Ta sẽ có số mol ancol metilic là 0,1. Số mol este ban đầu này, phản ứng này, sau này. Số mol este là 3,7 chia 74 bằng 0,05. 0,05. Vậy ta sẽ suy ngược lại được số mol của ancol metilic là 0,05. Từ đó mình sẽ tìm được hiệu suất bằng 0,05 chia 0,1 nhân 100% thì chúng ta sẽ được là bằng 50%. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Nhá. 48 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Thế mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn B. Và các bạn hình như các bạn còn comment chậm hơn thì mình ấy, các bạn phải comment nhanh nữa lên ạ. Các bạn comment chậm quá. 49. Ở đây thì mình nhìn thấy có mỗi bạn Quang Minh với lại bạn Nguyễn Dương Tuấn Khoa là hai bạn nào comment nhanh như thế thôi. Thủy phân hoàn toàn tristerin. Tristerin thì công thức của nó là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Mình luyện phản xạ mà các em. Nên mình sẽ ra được muối đó là C17H35CONa. Nhá, đáp án đúng đáp án B. Câu 50, khi điện phân dung dịch COS4 ở anode nhé. Anode thì SO42 trừ không bị điện phân và nước điện phân thay. Mà khi nước điện phân thì ta sẽ thu được O2 cộng H cộng. Nên ở anode ta sẽ thu được O2. Và đáp án chính xác câu 50 của chúng ta đó là đáp án A. 50 đáp án A. Mạnh mẽ lên các em. 51 các bạn cứ làm chậm hơn thầy này. Glucose có phản ứng trắng bạc khi bị oxy hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic. Được không ạ? Vậy chứng tỏ phân tử glucose thì có nhóm gì? Glucose phản ứng trắng bạc bị oxy hóa bởi nước brom tạo ra axit gluconic. Chứng tỏ phân tử glucose. Nước brom tạo axit gluconic thì chứng tỏ dung dịch glucose có nhóm chó. Được không ạ? Nên 51 của chúng ta đáp án đúng đó phải là đáp án D. Nhiều bạn sẽ bị comment nhầm câu này. Sẽ rất nhiều bạn bị nhầm câu này. 51 phải là đáp án D các em nhá. 52 ạ. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được F2? Nào. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được F2? Dung dịch nào không hòa tan được F2 các em? Nhanh lên, mạnh mẽ lên. H2O3 loãng thừa sức. F2O3 cộng thừa sức. NO3 trừ H cộng thừa sức. Vậy không hòa tan được là dung dịch H24 đặc nguội. H24 đặc nguội là không hòa tan được Fe. Bởi vì làm sao? Fe bị thụ động trong nó. Nhá, thụ động là tạo một lớp màng oxit bền. Được chưa? Ngăn cách anh kim loại này với dung dịch axit. 53. Hỗn hợp M gồm Mg Fe vào trong dịch H24 đặc nóng. Đặc nóng. Phản ứng xảy ra hoàn toàn đến một phần Fe không tan là Fe dư.
Fe mà không tan ấy, thì trong dịch chắc chắn chỉ tồn tại muối Mg2 cộng và muối Fe2 cộng mà thôi, do có Fe dư. Được chưa? Vậy trong chất tan của dung dịch y chúng ta sẽ tồn tại là gì ạ? MgSO4 và FeSO4. Rất tốt nha. Tuyên dương bạn Vũ Linh, tuyên dương bạn Nguyễn Tiến Đạt là những bạn đã comment đáp án chính xác. Rất tốt. 53 đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. 54. Ô thầy dạy nhanh quá. Thầy dạy nhanh quá, các bạn không kịp loát não luôn. Hôm nay thì tăng tốc khá là kinh đấy. 54. Cho cái loại Cu lần lượt phản ứng với các dung dịch sau, số trường hợp phản ứng hóa học xảy ra là nào? Cu phản ứng với các dung dịch sau, số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học. Cu phản ứng với HNO3 là 1. Cu phản ứng với FeCl3 là 2. Cu phản ứng với Ag cộng là 3. Cu không phản ứng với HCl. Đúng chưa? Vậy chúng ta sẽ có bài. Và đáp án chính xác của chúng ta, câu 54, đó là đáp án D nhá. Đáp án chính xác của chúng ta, câu 54 là đáp án D. Ok chưa? 54 đáp án D nhá. 55 ạ. Nào, 55 ạ. 55 các bạn chọn đáp án nào? 55 trong công nghiệp. Kim loại nào sau đây chỉ được nào, trong công nghiệp kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy? Chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Vậy điều này chứng tỏ rằng là cái anh kim loại đấy nó phải đứng trước Al trong dạng điện hóa, đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nói lại, bắt đầu sang những câu kinh khủng rồi. Bây giờ chúng ta sang những câu đếm. Trời ơi, những câu đếm này sẽ xử rất nhiều bạn, rất nhiều trái tim mỏng manh dễ vỡ. Nào, các trái tim mỏng manh dễ vỡ comment cho thầy Minh nào. Câu 56 đáp án gì? Câu 56 đáp án gì? Các trái tim mỏng manh dễ vỡ nào. 56 ạ. Cho là Fe. Cho là Fe ăn mòn điện hóa thì điều kiện để xảy ra mòn điện hóa đó là gì ạ? Hai điện cực khác nhau bản chất này, tiếp xúc trực tiếp với nhau này, trong môi trường dung dịch chất điện ly này. Vậy là Fe mà vào Cu được. Đúng. Fe vào O2 là không có hai điện cực. CuHNO3 không có, ZnHCl không có, với ăn mòn điện hóa học chỉ có thể là C, một cháu thôi. Ô, câu này dễ nhỉ. Yeah. Câu này quá dễ luôn đi, còn gì nữa. Đúng không? Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Ấm áp nhá. Ấm áp luôn nhá. 56 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. 57 nào. 57 nào. Cho phát biểu sau ạ. Nào. 57 nào. Cho các phát biểu sau ạ. 57 ạ. Cho phát biểu sau ạ. 57 đáp án gì ạ? 57 đáp án gì ạ? 57 các bạn chọn đáp án gì ạ? 57 nào các em. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là nào, bao nhiêu phát biểu đúng ở các phát biểu sau? 57 ạ. Cho dung dịch AgNO3. 57 nào. Cho dung dịch AgNO3, số phát biểu đúng. AgNO3 và FeNO3 3 lần thu được kết tủa. Bạc cộng có phản ứng với sắt 3 cộng không? Không đúng không? Bỏ. Được chưa? Kim loại CaFeAl chỉ điều chế phát điện phân nóng chảy. Fe là có thể điều chế bằng phương pháp là điện phân dung dịch nhá. Đúng chưa? Nhiệt luyện được nhá. Nên là B bỏ. Các kim loại MgZnFe đều khử được bạc cộng thành bạc. MgZnFe đều khử được bạc cộng thành bạc là chính xác. C đúng. Mạ chrome. Mạ chrome lên bề mặt các đồ vật bằng sắt để bảo vệ sắt khỏi bị ăn mòn. Chính xác. Cái việc mạ chrome này là chính xác rồi. Không lệch đi đâu được. Đúng chưa? Vậy là mạ chrome của chúng ta là chính xác nhá. Hoàn toàn chính xác nhá. Ok chưa? Ok chưa? Việc mạ chrome của chúng ta là hoàn toàn chính xác. Vậy đáp án chính xác của chúng ta. Ok, đề này thầy đang bị lỗi này. Đề thầy đang bị lỗi, xin lỗi các em. Đang bị lỗi. Rồi.
Được chưa? Vậy ta sẽ có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Nào, bao nhiêu phát biểu đúng các em? Bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Mạ Chrome ạ. Câu này hay đấy. Bao nhiêu ạ? Năm mươi bảy đáp án A, chính xác, rất tốt. 58 nào. Úi dồi ôi. 58 nào. Nào 58 nào. 58 đáp án gì ạ? Polyhexametylene. Nào. Polyhexametylene adipamide là một polymer được điều chế từ axit adipic và hexametylenediamine. Tính dai bền mềm mại ống mượt. Ok chưa? Ít thấm nước kệ nó. Polyhexamethylene adipamide thuộc loại polyamide, chính xác. Tại vì là nó có liên kết NHCO nên chắc chắn nó là tơ polyamide. Tơ được chế tạo từ polyhexamethylene adipamide là tơ nylon 6,6, đúng tiếp. Được chưa? Acid adipic và lysine có cùng khối lượng phân tử. Xem có đúng không nhá. HCOO. À đây thì ghi. Acid adipic HOOC này. CH2 này. 4 lần COOH. Xem nhá. Xem phân tử khối của cháu nó bằng bao nhiêu nhá. Bốn mươi lăm, hai nhóm CH nhân hai cộng với 14, bốn nhóm CH bốn, bốn nhóm CH hai nhân bốn bằng 146. Ô, đúng bằng lysine thật, vậy cái này đúng. Phản ứng tổng hợp polyhexametylene adipamide từ axit adipic và hexametylene diamine thuộc loại phản ứng trung ương, đúng. Hợp chất hexametylene diamine gọi theo danh pháp UPAC là hexan 1,5 diamin là sai. Nó phải là hexan 1,6 diamin nhá. Sai. Vậy ta sẽ có 4 nhận định đúng. Đúng không ạ? 4 nhận định đúng. Vậy 58 chúng ta đáp án chính xác, đó là đáp án D. Vẫn dễ. Đúng chưa? Vẫn dễ. Chưa có vấn đề gì cả. Ok không? Chiến đấu tiếp nhá. Sang câu tiếp theo, câu 59 nào. 59 này hay này. Vai trò của mẫu than để làm mồi cung cấp nhiệt cho phản ứng, chính xác, đúng. Mấy câu này cực hay các em nhé. Vai trò của mẫu than là để cung cấp nhiệt cho phản ứng, chính xác. Phản ứng tỏa nhiều nhiệt làm đầu dây sắt nóng chảy thành cục, chính xác. Vai trò lớp cát ở đáy bình để tránh vỡ bình, chính xác. Nó hấp thụ cái lượng nhiệt ra, nó tránh vỡ bình. Phản ứng cháy sáng có các tia lửa bắn ra từ dây sắt, đúng. Dây sắt được cuộn hình lò xo để tăng diện tích giữa Fe và khí O2. Đúng nốt. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng là không phát biểu nào sai. Ok chưa? Tai ở đồng trung ương là chính xác. Nhưng mà gọi là trung ương cũng được, tạm chấp nhận được các bạn. Được chưa? Tạm chấp nhận được. Thì đồng trung ương cũng thuộc trung ương mà. Trung ương là mẹ của đồng trung ương. Ok chưa? Câu cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay ạ. Sunbot nào. Bot cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. À, đã phải bot cuối cùng chưa? Chưa. Đâu, bot cuối cùng rồi. 60 ạ. Bot cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay. Câu 60 ạ. Các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu 60 ạ. Bot cuối cùng đấy ạ. Số phát biểu đúng. Polyvinyl clorua được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Sai, nó là trùng hợp. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin có thể dùng dung dịch giấm ăn. Sai. Tại vì anilin của chúng ta là có tính bazơ. À, dùng giấm ăn được. Dùng giấm ăn thì giấm ăn có tính axit. Axit phản ứng với lại bazơ. Được. Được chưa? Thì anilin dễ bị rửa trôi. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, đúng. Thủy phân hoàn toàn albumin lòng trắng trứng thu được các alpha amino acid, đúng. Tại vì là albumin lòng trắng trứng của chúng ta nó là các protein đơn giản. Protein đơn giản thì nó được cấu tạo bởi từ các gốc alpha amino acid. Nên khi thủy phân thì ta sẽ thu được các alpha amino acid.
Ở điều kiện thường, triolein tham gia phản ứng cộng H2 tại vì nó là chất béo không no. Nhá, đúng. Được chưa? G, để giảm đau nhức khi bị ong hoặc kiến đốt có thể bôi vôi. Tôi và vết đốt, đúng, bởi vì là đau nhức khi ong hoặc kiến đốt thì bôi vôi và vết đốt, bởi vì là đau nhức bị ong hoặc kiến đốt đó là do chúng ta bị bỏng axit, axit chúng ta là axit formic, HCOH. Bôi vôi thì vôi tôi là CO. CO vào thì nó sẽ tạo thành là môi trường kiềm, môi trường kiềm thì trung hòa axit. Nên đúng. Vậy chúng ta sẽ tổng cộng có bao nhiêu ạ? 1 2 3 4 5, 5 cái. Đáp án đúng đáp án D. Ok nhá. Theo đúng đáp án D. Đúng rồi, đề này có 61 câu nhưng mà anh Đức Anh lại cắt cho thầy thiếu một câu. Đấy. Anh Đức Anh cắt cho thầy thiếu một câu rồi. Được chưa? Thế nên chúng ta dừng lại tại đây nhá. Để thầy phạt anh Đức Anh, mai trừ lương. Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi sáng sớm luyện não của thầy Minh. Và như các em đã biết, chúng ta luyện não sáng sớm đến ngày hôm nay là ngày thứ 13 rồi. Và thầy trò chúng ta sẽ ở bên nhau từ ngày hôm nay cho đến ngày các em thi. Lứa 2K6, lứa cuối cùng học theo sách cũ. Và thầy Minh sẽ sát cánh bên cạnh các em cho đến ngày cuối cùng. Và thầy Minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi nhiệt tình cái chuỗi học này của thầy. Và hãy giới thiệu đến các bạn của em. Và hãy chia sẻ lại buổi học này. Bởi vì đây là một học free. Thì mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các em vào buổi học tiếp theo. Vào buổi học sáng mai nhá. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại. Ok. À, Quang Minh nhá. Tối nay mày biết đời với thầy luôn. Anh em offline tối nay biết đời luôn nhá. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chiến đấu để chiến thắng. Chúc các em một buổi sáng may mắn.